Cô chào các em học sinh. Các em thân mến, chúng ta đã học ở chủ đề trước. Với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, đây là thành quả to lớn nhất của cuộc cách mạng tháng 8. Tuy nhiên, sau ngày độc lập không lâu, Việt Nam lại rơi vào tình thế vô cùng khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt, thực dân Pháp vẫn không từ bỏ ý định xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Và đứng trước tình hình khó khăn đó, Đảng, chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những biện pháp như thế nào để giải quyết những khó khăn, bảo vệ những thành quả cách mạng? Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề Việt Nam những năm đầu kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1950. Và nội dung của chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung lớn. Thứ nhất, tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng 8, 1945. Nội dung thứ hai, kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ tháng 12 năm 1946. Và nội dung thứ ba, những năm đầu toàn quốc kháng chiến từ năm 1946 đến năm 1950. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất. Tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng 8, 1945. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Nội dung đầu tiên, thuận lợi và khó khăn của Việt Nam sau cách mạng tháng 8. Và thứ hai, bước đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, tìm hiểu những thuận lợi của Việt Nam sau ngày cách mạng tháng 8 thành công. Sau thành công của cách mạng tháng 8, chúng ta có 3 thuận lợi cơ bản. Thuận lợi thứ nhất, chúng ta đã có chính quyền, có đảng lãnh đạo và đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuận lợi cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam. Thuận lợi thứ hai, nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ nên rất phấn khởi và gắn bó với chế độ mới. Thuận lợi thứ ba, trên thế giới, phong trào cách mạng phát triển mạnh đã cổ vũ cho cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi này thì chúng ta gặp không ít những khó khăn. Khó khăn thứ nhất, về chính trị. Chính quyền cách mạng của chúng ta mới thành lập, còn non trẻ, bộ máy nhà nước chưa được kiện toàn, đặc biệt lực lượng vũ trang còn yếu và thiếu thốn. Thứ hai, khó khăn về kinh tế và tài chính. Do hậu quả của chính sách của chính quyền thực dân, cho nên kinh tế của Việt Nam chúng ta rất nghèo nàn và lạc hậu. Nạn đói cũ chưa giải quyết xong thì nạn đói mới đã xuất hiện. Tài chính khô kiệt, ngân sách trống rỗng. Thứ ba, khó khăn về văn hóa và xã hội. Hơn 90% dân số của Việt Nam bị mù chữ và tệ nạn xã hội rất phổ biến. Khó khăn thứ tư, về an ninh quốc phòng, nạn ngoại xâm và nội phản. Đây cũng là khó khăn lớn nhất của chúng ta. Theo quyết định của Hội nghị Potsdam, ở Đông Dương, quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật được giao cho quân Anh và quân Trung Hoa Dân Quốc. Ở Việt Nam, từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc vào, theo sau là các tổ chức Việt Quốc, Việt Cách và bọn tay sai, vào nước ta hòng lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, có hơn 1 vạn quân Anh vào và họ đã tạo điều kiện cho quân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Và bên cạnh đó thì trên đất nước Việt Nam chúng ta còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp và quân Nhật cũng có những hành động tiếp tay cho quân Pháp. Và thêm vào đó là các lực lượng phản động ở trong nước đang chờ thời cơ để chống phá chính quyền cách mạng. Và như vậy các em thấy rằng chưa bao giờ trên đất nước ta lại có nhiều kẻ thù như thế, kẻ thù rất đông và rất mạnh. Trong đó, nguy hiểm nhất đó là thực dân Pháp, bởi vì Pháp đã có giả tâm xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Bên cạnh đó, chúng ta còn có khó khăn về ngoại giao. Mặc dù chúng ta đã tuyên bố ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945, tuy nhiên, chưa có một quốc gia nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và cách mạng Việt Nam của chúng ta nằm trong tình thế bị bao vây cô lập kéo dài đến cuối năm 1949. Và những khó khăn thách thức trên đây đã đặt Việt Nam trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy, đảng, chính phủ
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những biện pháp như thế nào để củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng? Chúng ta tìm hiểu sang phần thứ hai. Bước đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Biện pháp đầu tiên là xây dựng chính quyền cách mạng. Các em thân mến, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền cách mạng chính là chúng ta phải thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và cũng để tạo cơ sở pháp lý cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nên, ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước và đã bầu chọn được 333 đại biểu vào quốc hội khóa 1. Sau đó, ngày 2 tháng 3 năm 1946, quốc hội khóa 1 họp phiên đầu tiên tại Hà Nội và đã thành lập ra chính phủ liên hiệp kháng chiến. Cô lưu ý với các em, chính phủ mới của chúng ta không phải là chính phủ công nông binh, mà là chính phủ liên hiệp, có nghĩa là có rất nhiều thành phần, giai cấp trong xã hội tham gia trong chính phủ. Và điều này nhằm tạo khối đại đoàn kết vững mạnh trên cả nước để chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc về sau. Sau đó, ở các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Và đến tháng 11 năm 1946, thì bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ban hành. Như vậy, chúng ta thấy rằng, với những biện pháp vừa kịp thời, vừa kiên quyết nêu trên, chính quyền các cấp được củng cố và kiện toàn, đây chính là cơ sở để giải quyết những khó khăn của đất nước. Chúng ta sang biện pháp thứ hai, giải quyết những tàn dư của chế độ cũ. Tàn dư của chế độ cũ đó là nạn đói, nạn dốt và tình hình tài chính khô kiệt. Trong phiên họp đầu tiên sau ngày độc lập, tức là ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra 6 việc cấp bách cần làm ngay, và trong đó việc giải quyết nạn đói và nạn dốt là hai nhiệm vụ hàng đầu. Đầu tiên, đối với nạn đói, có hai biện pháp trước mắt và lâu dài. Về biện pháp trước mắt, chính phủ đã kêu gọi nhường cơm sẻ áo, lập hũ gạo tiết kiệm, điều hòa thóc gạo trong cả nước. Thứ hai, còn biện pháp lâu dài, thì phải tăng gia sản xuất với khẩu hiệu tất đất tất vàng, không để một tất đất bỏ hoang. Thứ hai, về giải quyết nạn dốt. Bác Hồ từng nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Cho nên, ngay sau ngày độc lập, Bác đã ký sắc lệnh thành lập Nha Bình Dân Học Vụ và tổ chức các lớp xóa mù chữ. Về lâu dài, nhà nước phải có chủ trương mở trường học các cấp để nâng cao dân trí cho người dân. Thứ ba, giải quyết về tình hình tài chính. Chính phủ đã tổ chức tuần lễ vàng, ngày đồng tâm, quỹ độc lập để kêu gọi sự đóng góp của nhân dân và kết quả đã nhận được 370 kg vàng và 20 triệu đồng. Và sau đó đã phát hành tiền Việt Nam trong cả nước năm 1946. Cô giới thiệu với các em, đây là hình ảnh ngày khai mạc tuần lễ vàng năm 1945. Ở nước ta, chúng ta thấy là với muôn vàn khó khăn của Việt Nam sau cách mạng tháng 8, tuy nhiên, khi chính phủ đã ra lời kêu gọi, thì người dân họ đã nô nức đến để tự nguyện đóng góp vào tài chính cho đất nước. Còn đây là hình ảnh tiền Việt Nam được lưu hành năm 1946. Và với những biện pháp kịp thời nêu trên đã góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội, để chúng ta tập trung vào giải quyết ngoại xâm và nội phản. Về ngoại xâm nội phản, các em nhớ cho cô có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 6 tháng 3 năm 1946. Trong giai đoạn này, chúng ta đã có chủ trương kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ và hòa với Trung Hoa Dân Quốc ở miền Bắc. Đầu tiên, kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thì thực dân Pháp đã nổ súng đánh chiếm Nam Bộ,
chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên kháng chiến chống Pháp xâm lược và đã gây cho Pháp rất nhiều khó khăn. Trung ương đảng và chính phủ cũng đã phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Đối với Trung Hoa Dân Quốc ở miền Bắc, đảng và chính phủ cũng đã có chủ trương tạm hòa hoãn với Trung Hoa Dân Quốc và Tay Sai bằng cách nhượng bộ có nguyên tắc cho chúng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị. Về kinh tế, chúng ta chấp nhận cung cấp một phần lương thực cho quân Trung Hoa Dân Quốc. Về chính trị, nhượng cho các đảng phái Việt Quốc và Việt Cách 70 ghế trong quốc hội không qua bầu cử. Trong đó có 4 ghế bộ trưởng. Nguyễn Hải Thần là lãnh tụ của Việt Cách giữ chức vụ phó chủ tịch nước. Sự nhân nhượng này để tránh cùng một lúc chúng ta phải đối phó với nhiều kẻ thù và cũng để hạn chế sự phá hoại của Trung Hoa Dân Quốc và Tay Sai. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng kiên quyết xử lý những trường hợp chống phá để bảo vệ chính quyền cách mạng. Giai đoạn thứ hai. Từ ngày 6 tháng 3 năm 1946 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946. Một thách thức đặt ra cho cách mạng Việt Nam là khi Pháp và Trung Hoa Dân Quốc đã ký Hiệp ước Hoa Pháp ngày 28 tháng 2 năm 1946. Theo đó, Pháp nhượng cho Trung Hoa Dân Quốc một số quyền lợi kinh tế ở Trung Quốc khi họ rút về nước. Đổi lại, Pháp sẽ được ra Bắc để thay cho Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Và hiệp ước này đã đặt Việt Nam chúng ta đứng trước hai con đường để lựa chọn. Một là đánh Pháp ngay khi Pháp đặt chân ra Bắc. Hai, hòa với Pháp để mượn tay Pháp đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc về nước. Và chúng ta đã chọn con đường thứ hai, có nghĩa là con đường hòa để tiến. Chúng ta hòa với Pháp để mượn tay Pháp đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc về nước. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ liên hiệp chủ động ký Hiệp định sơ bộ với Pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946 với 3 nội dung chủ yếu. Nội dung thứ nhất, Pháp công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, có tài chính riêng và nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. Nội dung thứ hai, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấp nhận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc để thay thế quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật và số quân này sẽ rút dần trong 5 năm. Nội dung thứ ba, hai bên sẽ ngừng bắn ở Nam Bộ để tạo điều kiện thuận lợi để đi đến ký hiệp định chính thức. Tuy nhiên sau đó thì hiệp định chính thức đã không được ký kết do Pháp đã không thừa nhận độc lập cho Việt Nam và Pháp vẫn muốn xâm lược Việt Nam một lần nữa. Và trước tình hình đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh phải ký thêm với Pháp một bản tạm ước ngày 14 tháng 9, nhượng bộ cho Pháp thêm một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở Việt Nam. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu tác dụng của những hoạt động ngoại giao này. Các em thấy rằng, trong tình thế khó khăn, ngàn cân treo sợi tóc của Việt Nam sau cách mạng tháng 8, thì chỉ có ngoại giao là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ chính quyền non trẻ. Chính những biện pháp hòa hoãn và nhân nhượng có nguyên tắc của chính phủ mà chúng ta đã giữ được chính quyền, tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù và cũng để tạo thêm thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài mà chúng ta biết rằng không thể nào tránh khỏi. Và cuộc chiến này đã diễn ra như thế nào, chúng ta sang tiếp phần tiếp theo. Kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ tháng 12 năm 1946. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung. Thứ nhất, nguyên nhân bùng nổ. Thứ hai, đường lối kháng chiến của đảng. Và thứ ba, cuộc chiến đấu ở các đô thị. Và chúng ta đi vào phần thứ nhất, nguyên nhân bùng nổ. Đầu tiên, về phía Pháp. Sau khi Pháp đã ký với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hiệp định sơ bộ và bản tạm ước 14 tháng 9, thì Pháp đã có nhiều hành động vi phạm những gì đã ký
bằng cách gây xung đột vũ trang với chúng ta ở nhiều nơi. Đặc biệt, ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp đã gửi tối hậu thư yêu cầu chúng ta phải giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng, nếu không Pháp sẽ hành động. Và sự kiện này đã xâm phạm độc lập và chủ quyền của Việt Nam. Và để đối phó lại, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Đảng và Chính phủ đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Và ngay tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến có đoạn: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Và với những lời lẽ như thế này, chúng ta thấy rằng sự nhân nhượng đã đến giới hạn cuối cùng. Cô giới thiệu đây là hình ảnh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền khắp cả nước. Và lời kêu gọi này như lời hạch của non sông đưa cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai. Và đường lối kháng chiến chống Pháp như thế nào, chúng ta tìm hiểu tiếp. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được xây dựng dựa trên 3 văn kiện sau đây. Thứ nhất, chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng. Văn kiện thứ hai, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh. Nội dung chính của đường lối kháng chiến của Đảng đó là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng giải thích về đường lối kháng chiến này. Đầu tiên, kháng chiến toàn dân có nghĩa là toàn thể nhân dân tham gia vào cuộc kháng chiến, và điều này được thể hiện rõ trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác. Và đây cũng thể hiện tư tưởng chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Thứ hai, kháng chiến toàn diện có nghĩa là chúng ta đánh Pháp trên tất cả các mặt, kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, v.v. Thứ ba, kháng chiến trường kỳ có nghĩa là chúng ta đánh lâu dài. Bởi vì so sánh lực lượng của Pháp mạnh hơn ta, vì vậy chúng ta đánh lâu dài để có thể chuyển hóa lực lượng có lợi cho ta. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ chủ động mở trận đánh quyết định để kết thúc chiến tranh. Tự lực cánh sinh có nghĩa là dựa vào sức mình là chính, tuy nhiên phải tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Và từ nội dung của đường lối kháng chiến này, chúng ta có thể thấy tính chất của cuộc kháng chiến mang tính chính nghĩa và tính nhân dân sâu sắc. Chúng ta sang tiếp phần 3, cuộc chiến đấu ở các đô thị. Ngay trong đêm 19 tháng 12, thì cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu diễn ra ở các đô thị phía Bắc vị tuyến 16. Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, các đội cảm tử quân đã chiến đấu anh dũng nhằm giam chân địch trong các đô thị để đưa cơ quan đảng, nhà nước, cơ sở vật chất về chiến khu an toàn. Và tiêu biểu là cuộc chiến đấu diễn ra ở thủ đô Hà Nội 60 ngày đêm. Và sau 2 tháng chiến đấu thì trung đoàn thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh bại bước đầu kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp để tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc chiến đấu lâu dài. Cô giới thiệu đây là hình ảnh các chiến sĩ cảm tử quân chiến đấu ở Hà Nội trong mùa đông năm 1946. Chúng ta sang tiếp phần 3. Những năm đầu toàn quốc kháng chiến từ năm 1946 đến năm 1950. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu hai chiến dịch. Thứ nhất, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 và thứ hai, chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Đầu tiên nói về phía Pháp. Sau khi Pháp thất bại bước đầu trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, Pháp đã có âm mưu mới là muốn tấn công lên Việt Bắc
để tiêu diệt cơ quan đầu não và quân chủ lực của Việt Nam để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Về phía Việt Nam, thì Thường vụ Trung ương Đảng cũng đã ra chỉ thị phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp nhằm bảo vệ cơ quan đầu não và căn cứ kháng chiến của chúng ta. Và chiến dịch này diễn ra như thế nào? Tôi mời các em cùng theo dõi lược đồ về chiến dịch Việt Bắc năm 1947. Về âm mưu của Pháp tấn công lên Việt Bắc, Pháp đã tiến hành bằng 3 con đường. Các em nhìn lên lược đồ. Thứ nhất, ngày 7 tháng 10 năm 1947 thì Pháp đã cho quân dù nhảy xuống khu vực chợ đồn, chợ Chu, chợ mới của Bắc Cạn. Thứ hai, Pháp cho một cánh quân bộ theo đường số 4 đi từ Lạng Sơn lên Cao Bằng và sau đó vòng xuống Bắc Cạn để khép chặt vòng vây Việt Bắc từ phía đông. Thứ ba, Pháp cho một cánh quân thủy ngược sông Hồng, lên sông Lô, lên đến Tuyên Quang, Đài Thị và theo đường số 2 hội ngộ với quân dù, khép vòng vây Việt Bắc từ phía Tây. Như vậy chúng ta thấy là Việt Bắc bị kẹp chặt vào hai gọng kềm của Pháp. Về phía Việt Nam, chúng ta cũng có phương án để đối phó. Thứ nhất, đối với quân dù, chúng ta tiến hành bao vây và tiêu diệt quân dù. Ở đường bộ, chúng ta tổ chức phục kích quân Pháp ở trận Đèo Bông Lao, tiêu diệt rất nhiều lính Pháp và thu rất nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh của Pháp. Ở mặt trận đường thủy, chúng ta cũng tổ chức phục kích Pháp ở Đoan Hùng và Khe Lao, tiêu diệt rất nhiều quân Pháp. Cho nên, Pháp đã không thực hiện được ý định tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. Và sau đó, Pháp phải rút chạy khỏi Việt Bắc. Như vậy, kết quả chúng ta thấy là Pháp đã rút chạy khỏi Việt Bắc và kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp đã thất bại. Vì vậy, Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với Việt Nam. Về phía Việt Nam, chúng ta đã giành thắng lợi. Và chiến dịch này là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân chủ lực Việt Nam. Và sau chiến dịch, so sánh về lực lượng đã có lợi cho Việt Nam. Chúng ta sang tìm hiểu tiếp chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Đầu tiên, bước sang năm 1950, thì Việt Nam đã có những thuận lợi, tuy nhiên cũng có những khó khăn mới. Thứ nhất, về thuận lợi. Sau cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Đầu năm 1950, thì Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy, từ năm 50, Việt Nam không còn bị cô lập về ngoại giao nữa. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi này thì Việt Nam chúng ta cũng gặp khó khăn mới. Đó là Mỹ bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Đông Dương với mục đích là Mỹ sẽ dần thay chân Pháp trong chiến tranh Đông Dương. Và sau khi can thiệp vào chiến tranh Đông Dương thì Pháp và Mỹ có âm mưu gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua kế hoạch sau đây. Tháng 6 năm 1949 thì Pháp và Mỹ đã đề ra kế hoạch mới, đó là kế hoạch Revers, với nội dung tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, lập hành lang Đông Tây để tấn công lên Việt Bắc kết thúc chiến tranh. Kem nhìn lên lược đồ. Đây là lược đồ kế hoạch Revers tháng 6 năm 1949. Kem thấy là Pháp đã đặt rất nhiều cứ điểm trên đường số 4 để ngăn cách sự liên lạc của Việt Nam với thế giới bên ngoài. Và bên cạnh đó, Pháp lập một hành lang Đông Tây từ Sơn La đến Hải Phòng để ngăn chặn
sự tiếp tế của Liên Khu 3 và Liên Khu 4 cho chiến khu Việt Bắc. Và sau đó, Pháp tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh. Và để đối phó lại, đảng và chính phủ của chúng ta đã có biện pháp như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng, sau năm 1950, khi được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và lực lượng quân sự ba thứ quân của chúng ta cũng trưởng thành, cho nên đảng và chính phủ đã chủ động mở chiến dịch biên giới năm 1950 nhằm với mục tiêu sau đây. Thứ nhất, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Thứ hai, khai thông biên giới Việt Trung. Và thứ ba, củng cố mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. Và đây là lần đầu tiên Bắc Hồ đã tham gia chiến dịch trong chiến dịch biên giới năm 1950 để chỉ huy cũng như là để động viên các chiến sĩ trong chiến dịch biên giới. Đây là hình ảnh Bắc Hồ và bộ đội quan sát mặt trận Đông Khê. Và chiến dịch này diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi qua lược đồ sau đây. Các em nhìn lên lược đồ. Trên đường số 4 có rất nhiều cứ điểm và chúng ta đã chọn Đông Khê là cái nơi để chúng ta mở chiến dịch đầu tiên. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, ta mở màn chiến dịch bằng trận đánh ở Đông Khê. Và đến ngày 18 tháng 9 thì ta đã chiếm được Đông Khê. Sau khi mất Đông Khê thì cứ điểm Thất Khê bị uy hiếp và Cao Bằng bị cô lập. Pháp quyết định rút khỏi của Cao Bằng theo đường số 4 và cho quân từ Thất Khê lên để chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng rút về. Tuy nhiên thì chúng ta đã đoán được ý định của Pháp, cho nên chủ động mai phục, chặn đánh địch ở nhiều nơi trên đường số 4, khiến cho hai cánh quân này không gặp nhau. Và sau đó, quân Pháp đã nảy sinh một sai lầm, đó là quyết định cho toàn thể quân của Pháp rút ra khỏi tất cả các cứ điểm trên đường số 4. Và đến ngày 22 tháng 10 năm 1950 thì đường số 4 đã được giải phóng. Đây là hình ảnh quân Pháp của đường số 4 ra đầu hàng. Và như vậy chúng ta thấy kế hoạch rêu ve của Pháp và Mỹ đã bị phá sản. Còn về phía Việt Nam thì với thắng lợi của chiến dịch biên giới đã có ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng ta đã khai thông được biên giới Việt Trung. Thứ hai, căn cứ Việt Bắc cũng được củng cố và mở rộng. Thứ ba, quân đội Việt Nam đã trưởng thành. Và đặc biệt, sau chiến dịch này, chúng ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong chủ đề Việt Nam trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1950. Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng với những biện pháp kiên quyết và sáng tạo, đảng, chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Việt Nam vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Cùng với chiến thắng của chiến dịch biên giới năm 1950 đã mở ra một bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến để đi đến thắng lợi cuối cùng. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về nhà học bài, làm bài tập để vận dụng kiến thức vừa học. Cô chúc các em học tốt. Hẹn gặp các em trong chủ đề tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.